Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ok, ngày video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em về top 5 con chị Huy Cam mà mình nghĩ theo đánh giá của mình nó thuộc là 5 con chị Huy thuộc theo hàng top, những chị Huy bền vững theo thời gian. Bền vững theo thời gian có nghĩa là ở mọi thời điểm anh em đều có thể chơi được những con chị Huy Cam này rất là tốt. Nó mang đến nhiều tiện ích cho anh em, kể cả về BVB, World, phòng thủ, thành phố, thủ cờ các kiểu. Thì nó là nằm trong top những con chị Huy theo đánh giá của mình, theo một số nguồn mình tham khảo. Thì nó là nằm trong top 5 con chị Huy Cam xếp hạng bền vững theo thời gian. Ok, nói đến đầu tiên thì chắc chắn là nó chính là CMG rồi. Ở CMG thì chắc chắn mình cũng tin rằng kể cả những anh em mới chơi, anh em cũng sẽ tìm hiểu rất nhiều về CMG. Tại vì sao CMG được nhắc đến rất là nhiều thì mình sẽ không nói thêm về những cái điểm mạnh, mà mình muốn chia sẻ với anh em những cái điểm chính mà CMG có thể chơi tốt. Nó chính là anh em đánh open field rất là tốt. Khi world trên chiến trường, anh em sẽ ăn được đam và gây được lượng sát thương rất là lớn và rộng, gây được nhiều sát thương. Đó là điểm mạnh của CMG. Ngoài ra thì anh em có thể dùng CMG để rally, đặc biệt CMG rally rất là tốt khi mà đi với đóng vai trò là chỉ huy phục, thì anh em sẽ tránh được cái trường hợp là địch sẽ swarm anh em, có nghĩa là bu vào đánh á, địch nó sẽ dùng những nhiều đạo quân khác nhau để bu vào để đánh cái đạo rally của mình. Thì khi anh em kẹp CMG thì chắc chắn là địch sẽ bị thương rất là nhiều nếu mà vào swarm lính của mình. Nhờ cái kỹ năng đầu tiên, anh em có thể thấy là gây sát thương 5 mục tiêu, và anh em mở khóa kỹ năng cuối cùng thì cái lượng sát thương nó sẽ là không phải hình quạt nữa, mà không phải là bán kính nữa, mà nó sẽ là hình tròn luôn. Và một cái nữa, anh em có thể chơi CMG ở vị trí là phòng thủ thành phố. Ok, đó là những cái điểm mấu chốt mà anh em nên biết về con chỉ huy CMG này. Bởi vậy khi mà anh em đầu tư vào tượng CMG thì sẽ không có gì phải tiếc hay là phải lăn tăn cả. Thì anh em vẫn sẽ chơi tốt CMG, kể cả những cái VK1 chuẩn bị bắt đầu hay là những KVK sau này cũng thế. Anh em vẫn có thể chơi tốt. Và đặc biệt nếu mà anh em có thời gian thì chơi CMG nó sẽ càng là hợp lý nữa. Bởi vì anh em chơi sự kiện mà có CMG thì càng rất là tốt, đặc biệt trong những một số cái sự kiện như là KVK, dùng CMG đánh man rợ rất là tốt, tốn ít AB mà anh em có thể ăn được nhiều man rợ thì anh em sẽ nhận được điểm. Hoặc là một số cái sự kiện như là dự trữ chiến lược cũng rất là tốt, hoặc là một số cái sự kiện lâu lâu ly thi nó sẽ mở cho anh em một lần, nó giống vậy như là sự kiện có những mấy cái ngôi nhà skin nhà mới thì anh em sử dụng để chơi để nhận những cái hộp phần thưởng, nó cũng khá là tốt khi mà anh em chơi CMG. Ok, đi tiếp theo nó chính là một con chỉ huy thứ hai là con chỉ huy Khan. Nó là thành cát tư hãng. Anh em chơi kỵ thì không thể bỏ qua con này rồi. Ok, lý do đơn giản thôi, bởi vì anh em có thể nhìn thấy 5 skill của Khan đều là sử dụng cho mục đích tấn công và PvP cả, kể cả đánh nhau thôi, không có dư thừa một cái skill nào hết. Thì chắc chắn là Khan sẽ là một chỉ huy rất là tốt chuyên về kỵ binh mà anh em chơi kỵ bắt buộc phải có. Ngoài ra thì anh em có thể dùng Khan cho việc là rally cờ khá là tốt, và nhờ cái tốc độ di chuyển cũng khá là nhanh và đánh cờ cũng khá là khỏe, mặc dù Khan không có cái táp về cái khả năng là đánh cờ, nhưng mà anh em thử chơi thì mình cũng đã thấy Khan đánh cờ cũng khá là tốt. Và mở cái kỹ năng cuối cùng thì cái skill sẽ được active liên tục, anh em lưu ý nha. Con chỉ huy thứ ba mình muốn nói với anh em nói chính là con Charles Martel. Tại sao mình nói Charles Martel thì ở Charles Martel anh em có thể thấy được cái khi tractor dựng cái khiên lên thì anh em có thể là giảm sát thương rất là nhiều. Và một cái nữa là Charles Martel thì anh em có thể kẹp chỉ huy nó cũng khá là dễ,
Nếu mà anh em muốn tăng cứng thì anh em có thể kẹp Richard, nếu mà anh em có. Anh em có thể kẹp LG Mundell nếu mà anh em muốn tăng cơ. Anh em muốn có thêm đam, anh em có thể kẹp vào Tôn Tử. Anh em muốn hỗ trợ cho đồng đội và tăng, anh em có thể kẹp cùng Joan. Bởi vậy mình nghĩ Charles Master cũng là một lựa chọn khá là hợp ý, nằm trong top 5 con chịu huy cam xếp hạng bền vững theo thời gian. Và một cái nữa thì lên skill cho Charles Martel cũng khá là dễ thở hơn so với những chỉ huy khác. Nhờ con chỉ huy này anh em có thể mở khóa bằng gold key, có nghĩa là chìa khóa vàng, thì anh em nếu mà may mắn anh em vẫn có thể nhận được tượng của nó và triệu hồi được nó và nâng skill cho nó. Và một cái điểm nữa là Charles Martel thì có cái khả năng đồn trú, nếu mà anh em chơi thì Martel cũng đồn trú cũng khá là tốt nếu mà anh em chơi ở vị trí đồn trú. Một con chỉ huy thứ tư mình muốn nói đến với anh em, nó chính là Richard. Nó chính là con này. Ở Richard thì anh em lưu ý là chủ yếu là ở cái mặt về phòng thủ sẽ mạnh hơn và đi kẹp cùng một số tướng khác, chủ yếu là về tăng cơ. Và về quan điểm cá nhân thì mình cũng không mặn mà mấy với Richard đâu, nhưng mà đa số Richard thì anh em chơi ở vị trí tăng, đặc biệt là anh em chơi chuyên bộ thì nên chơi Richard. Bởi vì mình sẽ tăng được cho đồng đội khá là tốt nhờ cái hệ số chữa lành rất là cao nè anh em. Và có thể kẹp cùng một số chỉ huy như là Di, Tôn Tử thì cũng có thể gây được đam mà mình vẫn có thể tăng được rất là tốt. Thì đó, thì nó cũng là con chỉ huy thứ tư mình muốn đề cập với anh em, là nằm trong top 4 con chỉ huy cam xếp hạng bền vững theo thời gian. Ở Richard thì anh em có thể có nó thông qua cái sự kiện vòng quay may mắn. Server sẽ mở cái sự kiện này trong vòng 30 đến 40 ngày đầu tiên của server thì sẽ có cái sự kiện vòng quay Richard. Thì anh em có thể tham khảo và có thể tích game để mở và triệu hồi nó. Nếu mà có được game nhiều hơn thì có thể quay max số vòng để có thể nhận được tượng nhiều hơn cho Richard. Ở cái skill mà có thể chơi tốt Richard thì theo mình nghĩ có lẽ là anh em nên chơi nâng skill 1 lên level 5 và nâng skill 2 lên level 5. Sau đó để cái skill 3 và 4 ở level 1 thì anh em đã có thể kẹp cùng với Tôn Tử hoặc là Sim Di hoặc là một số con chỉ huy chuyên về đam sát thương kỹ năng, ví dụ như Herman, Belagios đều được nha anh em. Bởi vì con Richard này nó kẹp tướng cũng rất là đơn giản và cũng khá là dễ, không có gì phải khó hết với con này. Ok, con chỉ huy cuối cùng và cũng là con chỉ huy nằm trong top mà mình muốn chia sẻ với anh em, nó chính là Alexander Đại Đế. Ở Alexander Đại Đế là một chỉ huy chuyên về bộ binh và nhờ có cái kỹ năng dựng khiên này thì vừa hỗ trợ được cho mình và cũng vừa hỗ trợ được cho cả đồng đội nữa nha anh em. Thì ở cái con Alex này anh em lưu ý nè, nó có cái skill thứ hai là giảm hiệu ứng chữa lành. Thì đối với những con mà heo nhiều, ví dụ như con Richard, thì sử dụng Alex sẽ là một lựa chọn rất là hợp lý khi mà nó có cái skill thứ hai giảm hiệu ứng chữa lành tới 30%. Và một cái nữa, chơi bộ binh thì anh em nên chơi Alex, bởi vì Alex mà kẹp cùng với Richard hoặc là Charles Martel thì nó sẽ là một cặp khá là mạnh. Theo quan điểm mình nghĩ nó là như vậy. Cặp kẹp với Richard thì sẽ tốt hơn, bởi vì kẹp với Charles Martel thì hình như hai cái khiên thì khiên của Alex sẽ dựng lên trước, thì nó sẽ nhận hiệu ứng từ khiên của Alex, và khiên của Charles Martel thì mình không thấy trong report nó sẽ có. Và đặc biệt là có tốc độ di chuyển và phòng thủ bộ binh khá là cao nha anh em, ở cái con chỉ huy Alex như thế này. Ok, một điểm mình muốn chia sẻ thêm với anh em, nó chính là ở Alex, ngoài cái việc anh em dùng Alex để đánh World PvP thì anh em có thể dùng Alex cho việc là rally cờ và pháo đài cũng khá là mạnh. Tướng kẹp cùng anh em cũng có thể, không thì anh em kẹp cùng Tôn Tử cũng được, hoặc là Mundell, những con chỉ huy chuyên về bộ có thể kẹp cùng Alexander Đại Đế cũng khá là tốt. Hai con chỉ huy mà mình muốn nói tiếp theo nó không nằm trong top, bởi vì nó là những con chỉ huy sau này mới ra, thì mình cũng xin phép được chia sẻ thêm với anh em, nó chính là con Attila và con Quan Vũ.
thì ở hai con này thì anh em cũng không cần phải bận tâm lắm, bởi vì còn lâu nó mới ra đối với anh em mới chơi. Còn đối với anh em chơi lâu rồi thì cũng biết là hai con này nó như thế nào rồi, thì mình muốn nói thêm với anh em như vậy. Ok, cái clip chia sẻ về top 5 con tướng cam mà mình nghĩ là bền vững với thời gian, anh em sẽ không phải tiếc khi mà đầu tư chơi đầu tư tượng để chơi một số con chỉ huy đó. Ok, clip đến đây là hết rồi. Nếu mà anh em thấy hay cho mình xin một like và một sub kênh để mình có động lực mình làm những video tiếp theo chia sẻ cho anh em. Rồi xin chào anh em nhé.